khung cửa nhà vậy anh hai? Vậy bây giờ em ngồi xuống đi, anh hai sẽ kể cho em nghe. Chuyện là như vậy nè. Cót gà cót két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Nghe thấy tiếng khung cửi rủa, mẹ con Cám sợ hãi đem đốt khung cửi thành tro, rồi đổ ở lề đường xa hoàng cung. Đống tro bên đường mọc lên thành một cây thị xum xuê, nhưng chỉ có duy nhất một quả thị to thơm ngát. Một bà lão hàng nước đi qua, ngẩng đầu lên và nói: Thị ơi thị à, thị rơi bị bà. Bà để ngửi chứ bà không ăn. Và quả thị ở mãi 1000 năm. Rồi mọi người ơi, địa điểm tiếp theo của mình xin giới thiệu với mọi người. Đây là cây thị 1000 năm tuổi. Mọi người biết câu chuyện Tấm Cám không? Là cây thị từ thời Tấm Cám tới bây giờ luôn. Mọi người có thể chụp hình nha, selfie thoải mái nha. Rồi mọi người đi địa điểm tiếp theo luôn nè. Mày quá, còn cả cuối cho mình. Có thị bên như có cam này nhỉ? Thơm. Thơm đấy. Hello mấy đứa. Này, nhớ anh không? À, cho ăn nhá. Đây, hay ăn trong lớn nghe chưa? Này con bống này, ăn nhiều lên chứ. Bơi đi bống, năng động lên chứ. Thế chứ. Mấy đứa ở nhà nhá, anh đi có việc xíu. Trông nhà nghe chưa? Có gì la lên nhá.
tuy nơi này có hơi lạ lùng một chút, nhưng mà dù gì cũng là nơi mà ân nhân cứu ta ra khỏi quả thị. Ta nghĩ là ta sẽ phải nấu giúp ân nhân một bữa cơm. Nhưng làm sao mình nấu được chứ? Này ơi, bóng ơi là bóng ơi. Còn chết oan nữa này bóng ơi. Không khét, không cháy. Thịt chín vàng đều. Cái này cao tay đấy. Bóng ơi. Bóng ơi. Con tôi nói nhờ. Mấy con tính là thực thần ở đây hả? Anh tới rồi, anh giải quyết vụ cho tôi đi. Quán tôi bị đột nhập. Rồi có bị mất gì không? Dạ không. Chỉ bị phá đồ thôi. Con tôi chết rồi. Bóng ơi. Rồi quán có lắp camera gì chưa? Dạ chưa. Quán mới, chưa kịp lắp ạ. Thật bó tay rồi. Quán mới mở nhưng mà không lắp camera rồi sao biết ai lấy gì? Nhưng mà tôi nói nghe nha. Quán anh á, có vấn đề á. Tất nhiên rồi. Vấn đề gì ạ? Tổng đài đây. Anh trai 007 có nghe không? Alo, nghe rõ chuyện gì vậy? Ở lầu 7 có một vụ K15. Ok, nghe rõ, làm liền đây. Tôi phải đi rồi, có việc quan trọng hơn, tôi phải giải quyết. Anh ở đây nha. Thôi. Cái vụ K15 này á, nó rất là quan trọng. Đây là một cái vụ hát karaoke cực dở, cực ồn ào gây phiền hàng xóm. Tôi phải đi. Rất nhiều tính mạng đang gặp nguy hiểm. Đây, tôi hy vọng cái này có thể giúp anh. Bảo trọng. Con tôi sao? So many little children found to the medicine, no more than the machine, the lamp, and the machine. I'm Thor, son of Bolden, and the power of Jesus compel you. Linh địa linh những con ma linh tinh mũi linh tinh. Cút đi. Tao thấy không ổn rồi. Ở đây có một cái vong hồn, nó thù hận rất là nặng. Tao nghĩ là nếu mà con làm ở đây á, con không lên nổi đâu. Mình phải đuổi con này đi á thì con mới làm ăn lên được. Ủa thế đuổi thế nào ạ? Con không nghe tao nói hả? Ở đây có một cái vong hồn, nó ở đây rồi. Tao đang trấn yểm cái long mạch này. Con cần phải cúng để con giải cái long mạch này thì con mới làm ăn lớn được. Nhưng mà đuổi thế nào chứ? Theo ta thấy nha, con ma này á là con ma đói. Nếu như mà con cúng nó một bữa, con cho nó ăn thì nó ăn xong tự khắc nó sẽ đi thôi. Cúng như nào ạ? Combo VIP dài hạn 1 tỷ. Còn gì có tiền đấy ạ?
Thôi thì coi như ta sẽ giúp con lần này, coi như mình gặp nhau là duyên đi. Giúp con? Ừ. Bằng cách nào? Ta thấy long mạch ở đây cũng ổn, vị trí địa lý làm việc ở đây thuận lợi đó, hợp phong thủy, cho nên ta sẽ giúp con. Ta sẽ giảm cho con 90% nha. 90%? Ừ. Của 1 tỷ là có 100 triệu. Đúng rồi. Con nghĩ kỹ đi. Nếu bây giờ con đi cần bỏ ra 100 triệu, con sẽ đuổi đi cái vong hồn này đi. Sau đó con giải phóng được cái long mạch này. Khi đó là con sẽ làm ăn tiến tới. Rồi từ 100 triệu lên 200 triệu. Khi đó con có thể lên tới 100 tỷ. Thì ta hỏi con, giữa 100 triệu và 100 tỷ con chọn cái nào? Thầy, 100 triệu, 1 tỷ này. Này thì giảm giá này. Đi đấy. Mày bán bỏ thần thánh, bán bỏ thần thánh. Thì cũng Satan has to say amen. Tai họa sẽ ập đến đầu nghe chưa? Tai họa, tai họa. Tai họa, ông này tai họa người tôi. Hơ vật. Làm gì? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Làm cái gì mà làm? Vào đây ăn trộm ăn cướp, phá hết đồ quán tôi. Ta không có ăn trộm. Ta chỉ muốn giúp ngươi trả ơn thôi. Ngươi cứu ta ra khỏi quả thị, ta nấu cho ngươi một bữa cơm, coi như là trả ơn. Có nấu gì đâu mà nấu bữa cơm? Cô chính là người giết con gái tôi đúng không? Con gái của ngươi? Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi lần đầu tiên ta gặp, làm sao mà ta biết con gái ngươi là ai? Đừng có mà liên thiên, đi lên phường như lên. Buông ta ra, ngươi làm cái gì vậy? Lên phường. Ngươi có biết ta là ai không? Ai? Ta chính là vợ của vua, đương kim hoàng hậu Tấm. Đứng lại, là ai vậy? Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đi ra, mau lên, cứ quán người ta mà cứ phá hoài sao quá ta. Ê, sao ngươi lại nhốt ta lại? Ê, alo nghe. Cái con ở lại đi. Nữa hả? Ok, xử lý liền. Ngươi đập đi. Đi về nhà đi, đừng có phá quán người ta nữa. Giờ tôi có việc tôi mới đi rồi. Đi về đi á. Ê, đi đâu vậy? Bỏ ra, tôi có việc gấp tôi đi rồi. Ê, đừng có đi. Không biết đường về. Đây là ở đâu vậy trời? Nè, ăn đi. Người dễ thương quá. Ăn đi nha. Ta là ăn xin hả?
không được đâu. Ta phải tìm đường về mới được. Chỉ có bụng mới có cái đồ lướt lướt như vậy thôi. Hai bụng, cho ta một lời gợi ý. Đây là miếng cá sống, ở trong kia ta cũng làm cá, chắc chắn là bụng gợi ý cho ta phải ở lại nhà người này. Anh Duy. Gì? Đâu ra con vậy? Ít nhất thì ta cũng có thể pha trà. Tao không nghĩ đến cái gì đó. Hình như là không phải công thức quán mình. Đúng rồi, ta đã phải đi gánh nước từ giếng. Khoan. Gánh nước từ cái giếng. Giếng? Anh đã bảo trông chừng nó mà, để nó làm mấy cái chuyện gì này. Gì anh vậy? Duy, anh Long với ekip tới rồi kìa. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Này, giờ bao nhiêu tiền này? Tụi bây bắn ghế, bắn bàn, bắn quán, bắn cả tao đi mà mua nguyên liệu này. Vậy anh đuổi ba đi đi. Cô là cái lỗi xui xẻo nhất thôi, giờ đi ra ngoài lên. Lúc ở bên trong, ngươi bảo cái gì mà vải lồn, nó là cái gì vậy?